31 tập thể cá nhân tiêu biểu trong các phong trào công đoàn viên chức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa được vinh danh, khen thưởng tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công đoàn viên chức 26 tháng 7 năm 2000, 26 tháng 7 năm 2020 đã diễn ra sáng nay. Trong giai đoạn 2010-2020, các cuộc vận động phong trào thi đua do công đoàn viên chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa chúng ta tổ chức như trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, lao động giỏi, lao động sáng tạo đã thu hút từ 97-100% đoàn viên công đoàn tham gia. Qua phong trào thi đua, các cơ quan đơn vị đã tiết kiệm được hơn 40 tỷ đồng để tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức. 33 công đoàn viên chức được nhận bằng khen của chính phủ, hơn 9.000 lượt nữ cán bộ công chức viên chức đạt danh hiệu hai giỏi, chiếm hơn 98,9% tổng số cán bộ công chức viên chức toàn tỉnh. Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, công đoàn viên chức tỉnh trao tặng bằng khen cho 30 tập thể cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả giai đoạn 2015-2019 và thực hiện nghị quyết 6B và chỉ thị số 03 về công tác vận động cán bộ công chức viên chức giai đoạn 2010-2020. Công đoàn viên chức tỉnh cũng trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Dịp này, lãnh đạo công đoàn viên chức tỉnh cũng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.